Nga điều tên lửa tối tân bảo vệ Tổng thống Putin tại diễn đàn quan trọng. Quân đội Nga đã điều động các tổ hợp tên lửa phòng không s 350 tới bảo vệ sự kiện diễn đàn kinh tế quốc tế tại thành phố Saint Petersburg. Trang Defense Express dựa trên những hình ảnh vệ tinh thu được đưa tin quân đội Nga đã điều động một số tổ hợp phòng không tối tân s 350 của nước này tới khu vực thành phố Gatina. Đây là khu vực nằm sát với thành phố Saint Petersburg, nơi diễn ra sự kiện diễn đàn kinh tế quốc tế SPEF do Nga đăng cai tổ chức. Theo chính phủ nga, SPIEF 2023 bao gồm hơn 150 sự kiện, trong đó có các buổi diễn thuyết và các cuộc đối thoại kinh doanh với sự tham dự của các chính khách, doanh nghiệp trên thế giới. Tham dự sự kiện này có tổng thống nga Vladimir Putin, nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới cùng các quan chức cấp cao của nga. Vì vậy, theo Defense Express, sự xuất hiện của các tổ hợp 350 là nhằm tăng cường lưới lửa phòng không cho Saint Petersburg qua đó bảo vệ an toàn cho tổng thống Putin cùng các quan khách tham dự sự kiện SPIEF 2023. Defense Express không loại trừ khả năng các tổ hợp 350 trên đã được điều động từ tiền tuyến trở về bảo vệ sự kiện SPEF 2023. Trước đó, một số tổ hợp tên lửa này đã được đưa tới bảo vệ căn cứ không quân trung tâm ở thành phố Tagan do thuộc vùng Rostov sát biên giới Ukraine. S-350 Vegas là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đa kinh di động do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Anma Antay phát triển. Việc chế tạo tổ hợp này bắt đầu từ những năm 1990 xuất phát từ nhu cầu thay thế các sửa đổi riêng lẻ của tổ hợp sa 300 đang phục vụ trong quân đội Nga. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, những tổ hợp S-350 đầu tiên mới được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2019. Hệ thống S-350 Vegaeus bao gồm một vệ phóng tự hành, radar điện tử quét mọi góc độ không gian và đài chỉ huy. Tất cả các mô-đun phòng không đều được lắp đặt trên khung gầm bánh lốc, đặc biệt BAZ-6909212. Được trang bị các tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100 xa 150 có khả năng theo dõi cùng lúc 100 mục tiêu và đánh chặn đồng thời tối đa 16 mục tiêu. S-350 được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quan trọng và đội hình quân sự khỏi các cuộc tấn công bằng vũ khí tấn công đường không hiện đại. Tổ hợp này có thể được chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng chưa đầy 5 phút. Theo các chuyên gia quân sự, S-350 là hệ thống phòng không hiện đại và đóng một vai rất quan trọng trong việc hoàn thiện lá chắn tầm trung cho quân đội Nga trước máy bay chiến đấu và tên lửa của đối phương.